Em còn hai con động cơ này thanh lý các bạn nhé. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng. Đấy, để lâu nó hơi bị xỉn xỉn một chút thôi. Hàng này là hàng mới các bạn nhé. Chưa sử dụng đây. Rắc riết của nó còn nguyên này. Động cơ này đời cao đời đầu ấy nhé. Rất là tốt, rất là ngon đây. Technology Japan này. Con này sử dụng vành 12 các bạn nhé. Có thể sử dụng 48V hoặc 60V. Công suất của nó xấp xỉ khoảng 800 cho đến 1000W. Đấy, đối với 48V thì nó khoảng 800W. Còn 60V thì nó khoảng 1000W nhé. Dòng này chạy rất là nhanh và tiết kiệm điện. Nó là cái dạng động cơ của xe điện đời đầu đấy. Những cái dòng sau này ấy, thì cái mâm điện của nó chỉ bằng này thôi. Mâm chỉnh điện của nó chỉ khoảng 19 thôi. Còn con này mâm điện của nó tầm khoảng 25, 27. Đấy. Các loại lốp lắp vừa như lốp 90 trên 90 trừ 12 nhé. Hoặc là 110 trên 90 trừ 12 đều được. Đấy. Lốp không xăm. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955.